Rồi, xin chào mọi người nhá. Rồi giờ em đến đi thăm lan của thằng em Xuân Tình ở cùng ở làng ở xóm Ngọc Liên đây các bạn. Chào các bạn nha. Rồi. Rồi đi vào rồi dẫn đi vào xem hoa nhỉ. Vào vườn ngắm hoa các bạn nhá. Nhà cũng lâu lắm rồi đấy, nhưng mà hôm nay mới đầu mới là có thời gian để đến đây. Ủa nhiều. Đây các bác nhá. Đấy. Em quay tổng quát cho các bác xem một lần nào. Đấy. Nó cây cảnh nó nhiều lắm các bạn. Đây hoa lan này các bạn. Đây em sẽ lên dàn lan của thằng em cho các bác xem nào, lên trực tiếp xem nào. Nhiều hoa lắm các bạn. Nhiều hoa nhỉ. Rồi, mọi người cùng đến thăm vườn nhá. Đây. Đây là thủ của bác Hương các bạn nha. Đây. Đâu nhà chú Xuân Đình nhỉ? Đây là thủ bác Hương nha. Cánh hoa này. Đấy. Các bác nhỉ, đây, cánh hoa đây các bạn. Đây. Đấy, thân dài đó các bạn. Đâu ok, giới thiệu nào các bạn chú. À, nhiều thế nhỉ? Cái này là chú Xuân Tình trồng lâu chưa? Mới năm ngoái anh ơi. À vậy. Được cái này. Chắc cái dàn này chắc là cũng phải vài trăm ấy nhỉ, tính vài trăm nhỉ. Nó nhiều cái loại hoa. Nếu như mà được cái gốc nào nó đột biến nhỉ? Có khi là hàng tỷ được ấy. Năm cánh trắng Phú Thọ à? Ui, hoa này. Đâu là chỉ cho mọi người xem con năm cánh trắng Phú Thọ này. Đây. Đây là hoa phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ các bác nhỉ. Đây. Đây này nha. Đây. Đây này các bạn. Đây vì là nó mới còn đang còn bé các bạn. Chưa xuống hoa đâu. Đây là dòng mít của nhà sàn Bát Thước. À, mít của nhạc sàn à? Nhà sàn Bát Thước. Hiêu là ở Thanh Hóa đó các bác nhá. Cái này to lắm nhỉ, theo bản lá cái này to luôn. Lá 8 xe này. Ôi, bác chuyển. Ôi, dài thế nhỉ. À, cái này là lá mít Tân Thủ Hòa Bình nhỉ. Cái này chắc phải dài chắc tầm thân của nó chắc tầm mét chứ. Cái này là mình đấy à, cũng gây giống lại cũng là mua ở các nơi về không? Đấy. Chú này đang còn ít tuổi nhưng mà đầu tư nói chung là thích chơi cây cảnh các bạn ạ. Hoa lá nói chung là mịn ám toàn quan sơn của Bát Thước Thanh Hóa các bác nhá. Lá chín sen luôn ạ. Năm cánh trắng HO à? Đây là năm cánh trắng HO Hiển Oanh Hòa Bình các bác nhỉ. Cái này cũng đang còn vừa lên kỳ chưa mặt hoa các bạn. Đang còn trẻ mà là sưu tầm mới đúng là thích cây cảnh thế này là tốt đấy, tuyệt vời đấy. Nhiều toàn phi điệp nhỉ. Ở vườn nhà mình toàn phi điệp. Cái này là tính tổng quát chắc bao nhiêu giọ đây? Hơn 100 giọ. Hơn 100 giọ không phải tuyệt vời. Thế này là nói chung là tính tiền ít đầu tư vào cũng tiền trăm rồi đấy các bác ạ. Cái này là phi điệp gì nhỉ chú Xuân Tình nhỉ? Đây. Đây là phi điệp tím của Thanh Hóa. À phi điệp tím Thanh Hóa các bác nhỉ? Đây. Đây mặt hoa đây các bạn. Đẹp luôn. Nó này đi như một con rết luôn. Nó như con rết rồi các bạn. Rất là rụt luôn. Đốt chất nắng to. Giống kiểu đột biến đó các bạn ạ. Đốt rụt này. Cái này nó nằm ngoài đẹp lắm này.
với sếp Thanh Hóa các bác nhỉ? Mấy cuối sếp đây. Cổ rụt luôn đấy đúng không? Cái này nghe nói là bảo là cái bán ngọn đắt lắm luôn. Thế nhiêu ngọn cái này nó tính mét à? Đây là quế Thanh Hóa các bác nhỉ? Cái này đây nhỉ? Cái này toàn cũng phi điệp là ở toàn phi điệp của Bát Thước các bác nhỉ? Phù luồng ạ. Phù luồng Bát Thước các bác nhỉ? Phù luồng ạ. Quay không biết kiểu gì cho nó tôn vinh lên những cái cảnh nó đẹp cho. Đây em chỉ quay là thế này cho các bác xem qua. Năm cánh trắng này. Đấy các bác nhỉ? Đấy. Đó cái thọ năm cánh trắng đây. Nhưng mà đã còn bé các bác. Đang còn nhỏ. Hoa thân rất mập với các bác nhỉ? Thiên... Đấy đúng là thiên nhiên ưu đãi luôn này. Đây cảnh các bác nhỉ? Đấy đúng là cảnh ở đúng là vùng miền núi Thanh Hóa đây, vùng quê đây. Ở nông thôn thôi các bác nhỉ? Mà nói chung là cũng cái này giỏ này nếu mà thường thường nó họ mình bán ra ngoài thị trường tầm nhưng năm nay tầm 5 triệu ấy. Ôi 5 triệu các bác nhỉ, đây 5 triệu các bác nhỉ, đây một ngọn thôi nhưng mà mấy ngọn đang còn bé, bản 5 mít các bác nhỉ. 5 triệu và wow, tuyệt vời đấy. Vâng, khi nào nếu mà có bác các bác có sự tiềm giống thì liên hệ với chú Xuân Tình đây. Rồi, tí này em sẽ cho các bác số luôn. Đấy. Chú năm nay đang còn mới có 18 thôi, chưa vợ con gì, cũng chưa lấy vợ, đang còn nói chung tuổi trẻ. Sưu tầm rất nhiều các bạn, tí là có cái cảnh hoa, vườn hoa, chim này. Rồi. Ở nông thôn thôi các bác ạ, đúng là nông thôn đây. Không thêm, không bớt gì đây. À, lại có con gì đây nhờ, ba bà hay là gì đây? À, con rùa này các bác nhỉ, rùa này là rùa ớt, rùa tai đỏ. Này là chỉ làm cảnh thôi các bác nhỉ. Em đang còn ít tuổi nhưng mà nó sưu tầm, nhưng mà tay nghề quá tuyệt vời luôn các bác. Đây cây chi của nó, cây xanh tươi. Giá bảo là trước đây là họ trả giá, trước còn có giá là trả 20 rồi các bạn, nhưng mà không bán giờ nó cũng lại vô giá rồi. Rồi nếu mà các bác có gì liên hệ với thằng em thì là lại liên hệ qua số điện thoại. Nếu mà các bác thấy hay thì cho em một like với là đăng ký kênh để cho em càng phát triển các bác nhá. Nhớ chia sẻ cho mọi người đều mọi người đều biết. Chào rồi, xin chào nhá. Rồi.